Thông thường khi chạy quảng cáo nhiều không hiệu quả thì nó có mấy thứ. Ads nó không hiệu quả. Thì nó chỉ có hai trường hợp. Số 1 là gì? Số 1 là sản phẩm không có gì ạ? Không có khác biệt. Và gì ạ? Giá trị. Đúng không? Cho sản phẩm mình có giá trị nhưng không khác biệt là chết rồi. Còn là sản phẩm mình nhiều thằng đối thủ tương tự nhau. Sản phẩm không khác biệt và không và giá trị. Nhưng mà số 2 này quảng cáo này là content ads không gì ạ? Không đúng được gì ạ? Không đúng được như sai cái hàng. Tức là content làm quảng cáo nó không đánh trúng được cái lúc đầu đấy của kẻ. Và số 3. Số 3 là gì? Số 3 là cái tem không chuẩn. Tức cái người làm quảng cáo target nó không chuẩn tem, đúng không ạ? Mình ngày xưa mình chạy quảng cáo 3 năm. Ngày xưa nhiều luôn. Bao năm cũng động. Mình vẫn chưa lên đội marketing. USP nó viết tắt của gì ạ? Unique selling point. Ở đây cái này gọi nó gọi là gì ạ? Nó gọi là lợi thế gì ạ? Bán hàng độc nhất. Tức là cái sản phẩm dịch vụ chỉ có bên mình có mà bên khác không có, bên đối thủ không có. Hay là cái khác là cái USP là gì? Cái USP nó phải thỏa mãn mấy cái điều kiện sau. Như thế nào gọi là USP? Thứ nhất là nó phải tạo ra giá trị cho khách hàng mục tiêu. Cho khách hàng mục tiêu. Số 2 là gì? Nó phải gì ạ? Nó phải khác biệt so với gì ạ? So với đối thủ. Và số 3 đó gì? Nó phải là lý do để khách hàng, lý do lớn để khách hàng trả tiền cho mình. Đấy là USP. Khi mà người làm chuyện quảng cáo hay là làm marketing ý, đều quan tâm đến một bộ, ví dụ người làm marketing sẽ quan tâm đến gì? Chi phí trên một đơn hàng và chi phí trên doanh thu thu về, đúng không? Dưới một budget, ví dụ là chi phí của marketing trên doanh thu thu về nó không được vượt quá 12%. Ví dụ nói về một chiến lược marketing thì đầu tiên là xuất phát từ sản phẩm, mà sản phẩm đó có sự khác biệt. Khi sản để mà sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, có USP, có giá trị khách hàng mục tiêu, thì cái người làm doanh marketing thì cái phòng mà phải có một cái phòng nghiên cứu và khảo sát thị trường rất là kỹ. Đặc biệt là phòng nghiên cứu. Nỗi đau lớn nhất của doanh nghiệp mình trong cái hệ thống marketing của công ty đó chính là việc mình xây dựng những cái khung năng lực để cho nhân viên và cái quy trình vận hành cái hệ thống marketing. Tức là trước nay mình tuyển anh em marketing là chủ yếu theo cái cảm xúc hoặc đôi khi theo kinh nghiệm cá nhân. Đấy, chứ mình không có được một cái quy chuẩn, một cái căn bản. Bởi vì nó được xây dựng dựa theo những cái trải nghiệm cá nhân như vậy và nó không có tính đúc kết và nó không phải là quy trình chuẩn. Nên thành ra cái sự ra vào của đội ngũ marketing của mình nhiều khi lên đến gần 40-50%. Và thực sự đây là một khóa học rất là ấn tượng đối với mình. Mình được học về cái khung năng lực của nhân viên marketing và mình biết cách xây dựng hơn. Từ đó việc mình tuyển dụng nó chính xác hơn và mình công ty mình giảm thiểu được rất là nhiều các vấn đề về chi phí vận hành và chi phí cơ hội của công ty khi tuyển dụng đúng con người. Mà tuyển dụng được đúng con người thì một người tuyển dụng đúng có khi sẽ bằng 3 người tuyển dụng nhầm. Ngày hôm nay mình cảm thấy rất là ấn tượng nhất đó chính là về cái xây dựng hệ thống khung năng lực của nhân viên. Cái thứ hai nữa là về cái xoay trục của cái doanh nghiệp hướng tới khách hàng. Bản thân doanh nghiệp của mình cũng khá là nhiều cái dự án, thì một số cái dự án mới của mình thì các bạn cũng đều đi theo một lối mòn cũ, tức là đi theo vấn đề về doanh thu, về con số khá là nhiều. Tức là trọng tâm là hướng đến doanh thu, hướng đến lợi nhuận, hướng đến con số, nói chung là vấn đề về tiền. Đấy. Nhưng mà ngày hôm nay sau khi học xong thì mình nhận thấy một cái vấn đề là mình sẽ xoay trục lại cái định hướng, cái plan marketing của mình theo hướng là nâng cao cái giá trị của trải nghiệm khách hàng và nâng cao cái vấn đề mà khách hàng sẽ nhận được. Giống như việc bây giờ mình sẽ là marketing theo giá trị, nâng cao trải nghiệm khách hàng để từ đó giảm thiểu cái chi phí marketing. Và đấy là cái hướng mà lâu bền nhất. Mình tin rằng sau cái khóa học này mình về mình áp dụng lại với anh em marketing, chắc chắn nó sẽ thành một cái quy trình chuẩn hóa và mình có thể tăng trưởng doanh thu, bứt phá lại cái phòng marketing của bên công ty mình. Cái thực ra khóa học đó cái quan trọng nhất chính là cái canvas. Khi mình học xong mình không nghĩ rằng cái canvas đó lại hay đến mức độ như thế. Mình nói thật là hay. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ rằng mình đăng cái gì, mình viết cái gì cho khách hàng. Đó, mình cứ làm như thế. Mình cũng nghĩ xem là khách hàng thích cái gì, khách hàng muốn cái gì. Nhưng khi mình học canvas thì anh Dũng nói một điều là mình hoàn toàn bất ngờ. Đó là đừng nghĩ cái gì cho khách hàng cả, mà phải xem khách hàng thực sự họ đang nghĩ cái gì. Đó, và khi đó mình bắt đầu mình làm cái việc là thay vì mình nghĩ thì bắt đầu mình đi gặp khách hàng, nói chuyện với khách hàng, bắt đầu mình hiểu thực sự khách hàng đang cần cái gì. Khi mình hiểu khách hàng đang cần cái gì, mình tự về mình thay đổi lại content, mình sửa lại content, mình sửa lại các bài viết. Và tự nhiên mọi người không biết một điều bất ngờ là gì, cái Facebook của mình lúc trước nó chỉ có khoảng tầm 200-300 like trên một bài viết, tự live stream chỉ tối đa 300 người.
thì sau đó bài viết của mình có thể đến 2k người like, 2k người like, đến hàng trăm comment, hàng trăm bình luận. Đó, tôi thậm chí là cái livestream của mình ấy, đạt đến mức độ tối đa tận 2.700 mắt xem. Đó, thì đây là cái chương trình mình mới áp dụng Canvas có 3 tháng mà từ 300 mắt xem đến 2.700 mắt xem. Đấy, và chưa nói đến việc là sau này sẽ ra sao. Thì mình thấy rằng cái Canvas nó gần như là một cái loại gọi là vũ khí thực sự. Vũ khí thực sự, gần như bây giờ mình muốn xây dựng một chương trình khóa học gì, một chương trình huấn luyện gì, mình chỉ cần mang mô hình Canvas đó ra và nghiên cứu khách hàng. Nghiên cứu khách hàng xong, mình sẽ xây dựng một chương trình và cứ thế mình tổ chức. Và tất cả những học viên, tất cả những người khác tham dự chương trình mình, họ cực kỳ thích. Họ bảo tại sao mà có thể chia sẻ một cái chương trình gần như là thực chiến, sát sườn, thực tế như thế. Thì mình đều cười, mình bảo là có một công cụ cực kỳ mạnh. Đấy, và tất nhiên đó chính là Canvas. Đó, và mình thực sự nhiều lúc mình rất là muốn cảm ơn anh Dũng. À, bởi vì anh có thể chia sẻ một cái thứ mà ở Việt Nam không mấy ai có thể dạy được. Doanh nghiệp của mình thực chất là một đơn vị đi lên từ chuyên môn. Ban đầu xây dựng marketing thì nó có sẽ gặp rất về bài bản này. Ngoài ra thì mình có một vấn đề nữa về nhân sự. Mình có dành công sức, dành thời gian để đào tạo, để phát triển các bạn ấy. Nhưng mà gặp một chút vấn đề, đó là các bạn khi mà có năng lực rồi thì rời đi. Mình cũng có tìm muốn một số cách để gọi là xây dựng cái bộ máy nhân sự của mình về mức độ gắn bó, cũng như là các bạn ấy cảm thấy là các bạn có thể phát triển được, tìm được năng lực để phát triển bản thân, thăng tiến trong doanh nghiệp. Anh Dũng đã mở ra cho mình một công thức mới, đó là Canvas, xoáy sâu vào nỗi đau và giá trị lợi ích của khách hàng. Và điều này nó khiến cho cả bộ phận marketing của mình lẫn như đội sale thay đổi hoàn toàn cốt cách bán hàng. Bởi vì đơn vị của mình ấy, thường với cái tập khách hàng là chủ đầu tư rất là đặc thù, thì mình sẽ phải xoáy vào cái việc là áp dụng cái Canvas đấy để làm content làm sao cho thuyết phục. Về nội dung khóa học mình rất là tâm đắc ở hai điểm. Thứ nhất chính là Canvas rồi, không thể làm khác được. Thứ hai đó là khung năng lực giá trị. Cái đấy giúp mình trả lời câu hỏi là làm sao để cho nhân sự của mình tìm thấy được cái khả năng, nhìn thấy được con đường thăng tiến của các bạn ấy, và cũng như là giúp mình rất là nhiều trong phần tuyển dụng và giữ chân nhân tài. Hiện tại tại vì đang rất là đau là vấn đề liên quan đến việc là bên mình đang phụ thuộc chủ yếu vào liên quan đến vấn đề là chạy ads. Thì chạy ads thì khi gặp vấn đề về ads cái là lập tức là doanh thu bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thứ hai nữa là vấn đề liên quan đến nhân sự, cái con người thực thi để mà xây dựng bền vững thì gồm cái bộ phận như nào, rồi từng vấn đề mình giải quyết ở đâu. Thì mình sẽ áp dụng phần đầu tiên liên quan đến phần đó là cái phần mà thầy nói việc đó là mình làm sao xây dựng bền vững. Thì mình nói việc đó là cái giá trị của sản phẩm, thì mình sẽ tập trung vào tìm ra cái giá trị và xây dựng giá trị đấy để mình có thương hiệu bền vững. Thứ hai liên quan đến cái việc thầy dạy thì mình phải cần có những cái bộ phận như nào, và cái đấy thì mình nhớ cái câu nhất là của thầy là câu liên quan đến xây dựng khung năng lực của bộ phận, để việc đưa ra đánh giá và cái việc là mình tuyển dụng nó đúng người đúng vị trí thì sẽ tránh hợp là lãng phí nhân lực hoặc người không đúng chỗ dẫn đến việc là hiệu quả kém.